xin chào các bạn rất vui khi được gặp lại các bạn hôm nay tôi quay lại và giới thiệu với các bạn thêm một thủ thuật mới và sau đây tôi có một hình ảnh như sau đây là một cái hình ảnh về một cái thời khóa biểu rất là đẹp mắt và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một thời khóa biểu đẹp mắt như thế này các bạn cùng quan sát nhé thì để tạo được cái thời khóa biểu đẹp mắt như thế này thì các bạn phải truy cập vào website có tên là hình ảnh online.com http 2 gạch chéo gạch chéo hình ảnh online.com đầu tiên thì các bạn phải mở trình duyệt lên sau đó các bạn gõ là http 2 gạch chéo gạch chéo hình ảnh online.com sau đó các bạn bấm enter thì lập tức nó sẽ chuyển đến trang web hình ảnh online và các bạn di chuyển ra góc bên phải bấm chuột vào nút thời khóa biểu online ở đây nút thời khóa biểu online bước tiếp theo là các bạn cần chọn số ngày học trong tuần ở đây các bạn có thể chọn ngày học trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu hoặc là từ thứ hai đến thứ bảy ở đây tôi chọn À, từ thứ hai đến thứ sáu. Số tiết học trong một buổi, ví dụ như sáng 4, chiều 3. Ở đây tôi sẽ chọn là sáng 4 tiết, chiều 4 tiết. Và các bạn có thể thêm lịch học thêm bằng cách là chọn là đi học thêm hoặc là không đi học thêm. Ở đây tôi chọn là không đi học thêm. Sau đó các bạn bấm chuột vào nút tiếp theo. Bước tiếp theo là các bạn cần chọn môn học hoặc là các bạn có thể gõ môn học vào. Chẳng hạn như ở đây tôi gõ tiết học đầu tiên của thứ hai là tiết chào cờ. Và các bạn có thể bấm chọn môn. Ví dụ âm nhạc. Tiếng Việt tiếng việt buổi chiều ví dụ như giáo dục thể chất mỹ thuật tiếng anh ở đây tôi sẽ gõ môn tiếng anh các nước sau khi hoàn thành điền các môn học thì các bạn nhấn chuột vào nút tạo thời khóa biểu ở phía dưới và các bạn quan sát thấy là các bạn đã được một cái hình ảnh thời khóa biểu rất là đẹp mắt và các bạn lăn chuột xuống thì các bạn có thể thay đổi các hình nền thời khóa biểu mà các bạn mong muốn ví dụ như ở đây tôi thay đổi hình nền là hình con gấu này. Và ở đây có rất nhiều hình nền cho các bạn chọn. Sau khi thực hiện tạo thời khóa biểu xong thì các bạn có thể nhấn chuột vào nút tải thời khóa biểu ở phía dưới để tải về. Và các bạn mở lên để quan sát thời khóa biểu. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn tạo ra một thời khoa biểu rất là đẹp mắt để phục vụ cho con em mình chúc các bạn thực hiện thành công nếu thấy video này hay thì hãy nhấn like chia sẻ và đặc biệt là đăng ký để ủng hộ kênh xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo